7 tỷ rồi. Thịnh Nguyễn đang có mặt ở đường Hồ Thị Kỷ, một trong những con hẻm rất nổi tiếng. Ở hẻm gì mày, con đường mới đó, con đường giờ chữa hẻm mày xuống đó đi. Rất nổi tiếng với chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Vào con đường này thì ngoài thì có thì Thịnh Nguyễn cùng với các bạn được thưởng thức những món ăn buổi chiều, buổi xế rất là tuyệt vời. Đây là phó lấu bò, thưởng thức các ly sữa đậu nành. Quay đi mắc mớ vậy mà né. Đậu xanh, đậu phộng. Để đậu phộng ra quay các loại bánh. Đây là bánh canh bún cá. Từ từ ăn tới, lo gì. Đây là món phá lá bò này. Quay chỗ nào là ăn chỗ đó nghe, quay chỗ nào là ăn chỗ đó nghe, anh đang ăn. Anh đang ăn mà. Đang ăn rồi. Theo đó là món gỏi cuốn. Súp cua. Các loại trà sữa. Một con hẻm với đầy đủ các món ăn như thế này. Đây là món há chảo xíu mại. Các bánh tráng nướng các bạn. Các món ăn khác nữa rất là nhiều trong hẻm này. Quý vị có thể đến đây cùng Thịnh Nguyễn nha. Đây là tới món bánh lăng chè đậu xanh. Ngoài ra có cả trái cây đó quý vị nha. Bưởi, bồng bon, đầy đủ cả.